Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube từ chữ lành và Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe và nội dung chính trong chương trình hôm nay Khải sẽ chia sẻ với quý vị về một cái bệnh lý mà Khải thấy có rất là nhiều người đang gặp phải, đấy rất là phổ biến à, từ những người trẻ cho đến những người lớn tuổi thì rất là nhiều người mắc phải bệnh lý này à, đó chính là bệnh à, mỡ máu cao hay là máu nhiễm mỡ đấy. Thế thì Khải uh, sẽ chia sẻ với quý vị về cái nguyên nhân cũng như là những cái mẹo, những cái cách để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng này. Tại vì uh, là chúng ta cần phải là 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 uh, chú ý, không được chủ quan. Tại vì cái bệnh lý này nó là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái uh, hệ lụy về sau rất là nguy hiểm. Uh, vậy thì những cái mẹo, những cái cách uh, để chúng ta cải thiện như thế nào? Uh? thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn trong cái phần sau của video. Còn bây giờ thì rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính. quý vị biết rằng trong máu chúng ta sẽ có một lượng mỡ nhất định. Đấy. tuy nhiên nếu như mà cái lượng mỡ này nó cao bất thường, cao bất thường trong một thời gian dài thì rất là nguy hiểm. đấy nó sẽ gây ra, nó là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái những cái rắc rối về tim mạch. Và chính cái tình trạng mỡ máu cao trong một thời gian dài nó sẽ rất là nguy hiểm và nó sẽ có thể là gây ra những cái những cái trường hợp như là bị nhồi máu cơ tim hoặc là bị đột quỵ não và cả hai trường hợp này có tỷ lệ tử vong rất là cao. Tại sao lại như vậy? Tại vì quý vị hình dung á là cái lượng mỡ cao ở trong máu thì nó sẽ gia tăng cái việc hình thành những cái mảng bám, mảng sơ vữa ở trên cái thành mạch máu. Ban đầu thì nó sẽ nhỏ nhưng mà dần 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 nó sẽ tích tụ dần dần và nó sẽ lớn lên. Và đến một cái giới hạn nhất định thì những cái mảng bám này khả năng là nó sẽ bị vỡ ra rất là cao. Đấy. Và nó sẽ di chuyển và nếu mà không may mắn nó di chuyển đến những cái những cái mạch máu như là động mạch vành phải và động mạch vành trái như là là những cái mạch máu mà mang máu nuôi dưỡng tim ấy gây tắc nghẽn một phần hoặc là toàn phần ở những cái động mạch vành này thì xảy ra hiện tượng là sẽ không có máu nuôi dưỡng tim khiến cho những cái tế bào tim không có được oxy và dưỡng chất để tồn tại phát triển thì nó sẽ bị khả năng là rơi vào tình trạng suy tim, sốc tim và đột tử à, trường hợp thứ hai là cái tình trạng mà những cái mảng bám này nó trôi trong cái thành của cái mạch máu và nó bị tắc nghẽn ở những mạch máu mà nuôi dưỡng não của chúng ta thì cũng tương tự như cái trường hợp thứ nhất tức là những cái tế bào não nó sẽ không được oxy dưỡng chất nó tồn tại thì dẫn tới là bị hồi tử à, và gây ra tình trạng là đột quỵ não có tỷ lệ tử vong rất là cao và thông thường là cái tình trạng mà bị mỡ máu cao nó không có triệu chứng rõ ràng chỉ khi mà chúng ta đi xét nghiệm tổng quát à, xét nghiệm những chỉ số về máu như là về đường huyết về mở máu về aciduric thì chúng ta mới phát hiện, đấy cho nên là Khải cũng khuyên rằng là quý vị á đặc biệt là những quý vị mà có tình trạng bị bụng mở cái vòng mà eo nó lớn mở nhiều và những quý vị nào mà bị thừa cân béo phì thì chúng ta nên đi xét nghiệm kiểm tra chỉ số này, đấy à, hầu như là những người nào mà có cái vòng bụng lớn cái mở thừa đó và thừa cân béo phì thì hầu như là đều gặp phải tình trạng là máu nhiễm mỡ. Và cái chia sẻ như vậy để quý vị thấy rằng cái cái mức độ mà nguy hiểm khi mà chúng ta mắc phải tình trạng là máu nhiễm mỡ. Thế thì để cải thiện được tình trạng này thì sẽ có những cái cách như sau. Thứ nhất là cũng là quan trọng nhất, tức là chúng ta phải điều chỉnh lại cái dinh dưỡng. Đấy. À, đa phần những quý vị nào mà sử dụng thịt à, động vật nhiều, đặc biệt là thịt mỡ và nội tạng thì cái nguy cơ mất phải tình trạng máu nhiễm mỡ rất là cao. Cho nên là chúng ta cũng hạn chế tối đa cái việc là sử dụng thịt động vật, đặc biệt là mỡ và nội tạng. Đấy. Và song song với đó là chúng ta cũng sẽ là sử dụng nhiều rau xanh hơn. Đấy, uống nước ép nhiều rau xanh hơn. Và cũng có thể là sử dụng thêm những cái loại trà thảo dược, đặc biệt là trà lá sen đây, trà lá sen là một cái loại thảo dược rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể là cải thiện được tình trạng mỡ máu. Lá sen thì quý vị thu hoạch phơi khô và chúng ta sắc ra, sắc ra thành những cái những cái miếng nhỏ như vậy giống như trà chè vậy đó và chúng ta hãm nước sôi và chúng ta uống thay cho nước lọc hàng ngày. Đấy. Thứ hai là trà atiso, Đấy, đó là, chính là những cái loại thảo dược. Tất nhiên là cũng có nhiều loại thảo dược nữa nhưng mà hãy thấy nó thân thuộc nhất là cái lá sen. đấy à, Chúng ta sử dụng trà lá sen, đấy, ăn nhiều rau xanh, hạn chế thịt động vật, đặc biệt là mỡ và nội tạng thì chắc chắn là trong một thời gian là cái tình trạng mà máu nhiễm mỡ nó sẽ được ổn uh, định, được cải thiện. Tiếp theo á, là cái việc uh, vận động nó cũng sẽ rất là quan trọng. À, chúng ta cũng sẽ kiên trì tập luyện thể dục thể thao à, những quý vị nào mà lớn tuổi thì chúng ta tập những bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng à, mục đích là giúp cho cơ thể chúng ta vận động từ đó thì nó sẽ tăng cường trao đổi chất cũng như là đốt được cái lượng mỡ thừa và giúp khí huyết nó lưu thông Đấy, cái việc mà vận động rất là quan trọng nha quý vị tập luyện những bài thể dục thể thao những quý vị mà trẻ này hoặc là những cô những chú có sức khỏe thì chúng ta cũng có thể chơi những môn thể thao để đốt calo như là cầu lông bóng bàn đấy, đấy là những cái môn thể thao mà sẽ giúp là cơ thể vận động nhiều và đốt được cái lượng mỡ thừa rất là nhanh còn những quý vị nào lớn tuổi hơn chúng ta có thể là tập dưỡng sinh nhẹ nhàng thì rất là tốt và cái mẹo cuối cùng đó chính là chúng ta cũng sẽ tác động vào một số huyệt vị trong đông y những huyệt vị của vị kinh như là túc tâm lý những huyệt vị của tỳ kinh như là thái bạch những huyệt vị của can kinh tỳ kinh thần kinh như là huyệt vị tam âm giao từ đó thì thúc đẩy cái chức năng của những cái tạng phủ từ đó thì cũng sẽ góp cái phần là cải thiện được tình trạng mở máu cũng như là ổn định được những cái bệnh lý mà những cái tạng phủ đang gặp phải thì à, xin chia sẻ ba huyệt vị đó chính là huyệt vị thái bạch túc tâm lý và tam âm giao và khai xin với quý vị được để chăng như thế này để tiện hướng dẫn nha à, huyệt vị thứ nhất là huyệt vị thái bạch thì đây là cái huyệt vị của tỳ kinh à, nó là cái đường kinh mạch mà nó chủ trị ở lá lách đấy thế thì huyệt vị thái bạch này á à, nó nằm ở ngay chỗ này này sát ở phía trong cái xương nhô cao của cái ngón chân cái này đây là cái xương nhô cao sát ở phía trong này đấy đây chính là huyệt vị thái bạch đấy, quý vị này thì nó nó sẽ có chức năng là thúc đẩy cái hoạt động của cái lá lách và cái dạ dài, dài. từ đó thì rất là hiệu quả cho những quý vị nào mà bị đau ốm lâu ngày này thể trạng là suy nhược đấy, và tất nhiên là đúng khi mà cái lá lách cái dạ dài, dài chúng ta hoạt động tốt thì nó cũng sẽ một phần nào đó cải thiện được tình trạng mở máu và sau khi mà quý vị đã xác định được vị trí của nó thì chúng ta sẽ tác động vào đây đấy bằng cách là chúng ta sẽ dùng ngón tay cái chúng ta ấn mạnh vào mà chúng ta dây như thế này này đấy. ở phía trong này một tí có một huyệt vị là huyệt vị công tôn. nó cũng là huyệt vị của tỳ kinh và có chức năng là tương tự như là huyệt vị thái bạch vậy đó và chúng ta có thể là dùng ngón tay cái chúng ta miết thêm một đường như thế này Đấy. là như vậy là chúng ta sẽ tác động cùng lúc cả công tôn và thái bạch, à, nó sẽ tiện hơn, à, và động tác cũng sẽ dễ hơn. quý vị có thể là bôi thêm một tí dầu nóng vào đây, thì chúng ta vừa bôi trơn vừa nóng thì nó sẽ có cái à, công dụng là kích thích được vị nó sẽ hiệu quả hơn. ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những dụng cụ để chúng ta có thể dây ấn vào đây, à, ví dụ như là cây giò cầu gai này, này chúng ta lăn như thế này, này thì cái quả cầu gai này nó lăn cả vào một đường như thế này nó sẽ tác động được trên cả công tôn và thái bạch Đấy. À, chúng ta lăn như vậy khoảng từ 2 đến 3 phút đây là cái giò cầu gai chúng ta lăn nếu có thời gian chúng ta có thể lăn vào thái khê đây là huyệt vị, vị của thần kinh à, những quý vị nào mà bị thần suy thần yếu chúng ta có thể lăn tác động thêm vào thái khê và cũng có thể tác động thêm vào quý vị, vị thái sung à, ngay chỗ này cách cái chân ngón cái khoảng là hai ngón tay đây chính là thái sung thì thái sung là huyệt vị của can kinh và nó sẽ có công dụng là cải thiện được tình trạng à, cao huyết áp Đấy. thì à, quý vị có thể là lăn vào công tôn thái bạch thái khê và thái sung Đấy. tại vì à, nó cũng sẽ nằm ở dưới cái phần chân mà à, nhân tiện chúng ta tác động vào à, công tôn thái bạch chúng ta tác động à, cả thái khê và thái sung và quý vị có thể sử dụng cây dây huyệt cái dây huyệt đây là cái dây huyệt bằng bạc cái đầu này bằng bạc này này cái thân được làm bằng sừng này. thì đây là một cái dụng cụ rất là giá trị tại sao nó sẽ có hai công dụng thứ nhất á khi mà chúng ta dây ấn như thế này này đấy thì nó sẽ có cái công dụng là dây ấn để đả thông các huyệt vị trong trường hợp hôm nay thì chúng ta sẽ đả thông huyệt vị công tô một thái bạch chỗ này thái bạch này công tô này đấy thì cái công dụng đó thì nó cũng sẽ giống như là cái cái dây huyệt này bản nhựa, đấy. Nhưng mà dây huyệt bạc nó sẽ có thêm một công dụng nữa đó chính là nó sẽ trục được cái hàng khí, phong hạ tà khí ở bên trong cơ thể. À, thực tế là khi chúng ta dây một lúc á, thì ngay cái vùng ở dưới da này này, nó sẽ, sẽ xuất hiện một cái vệt màu đen. Đấy, cái màu đen này đậm hay là nhạt tùy vào cái mức độ nhiễm của mỗi người. Thì à, thông thường thì phải thấy rằng những cái vị nào mà chưa làm lần nào á, thì chúng ta dây nó rất là đen. Còn như Khải này. Ngày nào thì cũng làm cho nên là bây giờ dây á thì có đen thì nó cũng sẽ rất là nhạt đặc biệt là dưới lòng bàn chân thì những quý vị nào mà mới thì chúng ta dây rất là đen thì tại sao lại như vậy thì trong đông y gọi là phong hành tà khí nhưng mà khoa học người ta nghiên cứu và người ta thấy được rằng trong cái phong hành tà khí này đa phần là chúng ta bị nhiễm khí lưu hình thì bạc này nó sẽ phản ứng được với lại khí lưu hình đấy và nó sẽ hình thành một cái về màu đen thì chúng ta cũng đừng lo Hãy lấy giấy chúng ta lau sạch đi lấy khăn chúng ta lau sạch đi cái chuyện này thì cũng rất là dễ hiểu cái câu chuyện mà quả trứng đồng bạc hay là cái việc người ta cho trẻ em đeo trang sức bằng bạc thì quý vị cũng thấy rằng nó sẽ có cái công dụng là phòng tránh được cái tà khí và cũng như là giúp chúng ta nhận biết được cái tình trạng sức khỏe đấy chúng ta dùng dây huyệt bạc chúng ta dây à, tất nhiên là chúng ta cũng thấy có thể dùng dây huyệt bạc này để dây tất cả những cái vùng da trên cơ thể đặc biệt là dưới lòng bàn chân dưới lòng bàn chân thường là rất là đen và những cái khu vực cả khu vực chân này rồi là à, cả khu vực cổ vai gáy lưng chúng ta đều làm được cả và nó sẽ có một cái dụng cụ để trục cái hàng khí nhanh hơn đó chính là cái bọ cạp bạc này Đấy, những quý vị nào mà có điều kiện chúng ta có thể sử dụng cái loại này trục được nhanh hơn Đấy, bằng cách là chúng ta dây như vậy thì cả hai đầu bạc nó sẽ dây thì nó sẽ trục được cái hàng khí nhanh hơn cái này thì chúng ta làm rất là sướng nha quý vị đây làm cái vùng cổ vai gáy này những quý vị nào bị mỏi cổ vai gáy, tức là do phong tà khí nó xâm nhập vào làm tắc nghẽn thì chúng ta làm cái dụng cụ này nó rất là sướng bôi thêm một lớp dầu nóng và chúng ta à, dây này và lưng đây, dọc theo cột sống và lòng phần chân chúng ta làm cái này thì nó sẽ có cái phần này chúng ta hoàn toàn có thể là dùng để ấn huyệt được này này ví dụ như là chúng ta ấn huyệt à, thái bạch này ấn rất là dễ đây, đây ấn là dễ à, kể cả huyệt vị à, huyệt vị uh, dũng tuyền ở dưới lòng một chân chúng ta ấn cũng rất là dễ hoặc là thái khê. Đây, ấn rất là dễ. Chúng ta cầm như này ấn rất là dễ nha quý vị. Và chúng ta tác động cái huyệt vị uh, công tôn thái bạch này cũng như là thái khê thái xung này trên cả hai chân. Đấy, và chúng ta làm, làm một ngày khoảng từ 2 đến 3 lần. Đấy, làm trong vòng một tuần. Chúng ta cũng có thể nghỉ một hai ngày rồi lại chúng ta làm lại. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị huyệt vị um, túc tâm lý thì lúc nãy à, khuyệt vị thế bạch khải đã đi kỹ thì bây giờ khuyệt vị túc tâm lý cũng như là tám âm giao khải sẽ đi nhanh hơn quan trọng là hướng dẫn cho quý vị cách xác định vị trí còn cái cách tác động khuyệt vị thì cũng sẽ tương tự thì từ túc tâm lý thì nó khuyệt vị của vị kinh và chúng ta duỗi thẳng cái chân như thế này đây chính là cái đầu gối thì khuyệt vị túc tâm lý chúng ta sẽ định bằng cách là chúng ta xòe bàn tay ra và chúng ta ôm sát vào xương bánh chè thì lúc này cái ngón tay giữa nó chỉ vào vị trí nào này? thì chính là vị trí huyệt vị túc tâm lý ngay cạnh cái xương này đây túc tâm lý thì đây là một huyệt vị cũng rất là hiệu quả để chúng ta có thể cải thiện được tất cả những bệnh lý về dạ dày về tiêu hóa đặc biệt là trong những trường hợp là bị à, trào ngược này bị đau dạ dày này Đấy, rất là hiệu quả và cách tác động huyệt vị thì cũng sẽ giống tương tự là cây dò cầu gai này hay lăn hoặc là cái dây huyệt nhựa này, này. ấn vào Đấy, và dây hoặc là cái dây huyệt bạc này Đấy, đều được cả. Nếu mà có ngại cứu thì quý vị dùng ngại cứu để hơi nóng vào cũng được. này đó là huyệt vị túc tâm lý và nó cũng sẽ có trên hai chân. Thì quý vị xác định chân trái chân phải thì như nhau. Chân phải chúng ta dùng tay phải để xác định. Chân trái chúng ta dùng tay trái để xác định. Và một ngày chúng ta cũng sẽ tác động như vậy khoảng từ 2 đến 3 lần. Và mỗi lần từ 2 đến 3 phút để nó tăng cường cái chức năng của dạ dày thì à, có thể phòng tránh cải thiện được tất cả những bệnh lý về dạ dày từ đó những cái bệnh lý như là mở máu cao nó cũng sẽ có thể là cải thiện được và tất nhiên là đó là huyệt vị nhưng mà cái quan trọng là quý vị cũng sẽ điều chỉnh được cái dinh dưỡng đó. cái dinh dưỡng là nó sẽ quan trọng nhất và cuối cùng đó chính là huyệt vị à, tâm âm giao thì đây chính là cái huyệt vị của à, can kinh tỳ kinh và thần kinh nó sẽ nằm ngay chỗ này đấy ngay chỗ này từ cái đỉnh của mắt cá trong á chúng ta đo lên khoảng bốn ngón tay này đấy thì đây chính là huyệt vị tâm âm giao thì đây chính là huyệt vị của cả ba đường kinh nó là giao điểm uh, can kinh tỳ kinh và thần kinh cho nên uh, uh, nói chung là huyệt vị này nó cũng sẽ rất là nhiều công dụng mà thông thường thì người ta dùng nó để cải thiện được những bệnh lý về phụ khoa và nam khoa nhưng mà trong trường hợp ngày hôm nay thì khải cũng uh, chia sẻ tại vì nó cũng sẽ tăng cường cái uh, chức năng của cái uh, những cái tạng phủ như là uh, gan uh, lá lách và thận và như vậy thì thông qua video vừa rồi Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái mẹo và cũng như là cái cách chúng ta xác định vị trí và tác động vào những quyền vị như là thái bạch của tỳ kinh, túc tâm lý của vị kinh và tám âm giao. Đây là cái giao điểm của ba đường kinh là can kinh, tỳ kinh và thần kinh. Và cũng hy vọng rằng cái video này sẽ cung cấp những thông tin thật sự là hữu ích để giúp cho quý vị có thể là cải thiện được tình trạng sức khỏe ngay tại nhà hạn chế tối đa các việc chúng ta đưa thuốc vào cơ thể. Quý vị có những thắc mắc gì thì có thể là để lại phía dưới phần bình luận của video à, và nếu có nhu cầu sử dụng những dụng cụ để chúng ta có thể là tác động vào những việc khuẩn tại nhà giúp cho cái à, việc chữa bệnh à, trở nên chuyên nghiệp hơn à, và mang lại hiệu quả cao hơn như là cây lăn cầu gai đôi, cây búa lớn để đánh vỗ đã thông kinh mạch, rồi là cây giò cầu gai để lăn huyệt, rồi à, cây giấy huyệt bằng nhựa cao cấp và đặc biệt là những dụng cụ bằng bạc chính hãng như là cây giấy huyệt bằng bạc có tên của khải ở trên này đấy tên khải này tự chữ lành này đấy, và cây bọ cạp bạc đây cái bọ cạp bạc cũng có tên của khải ở đây này à, nếu mà quý vị có cái nhu cầu sử dụng thì có thể là liên lạc với khải thông qua thông tin khải có để phía dưới màn hình à, có thể gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính và có thể là nhắn tin vào Zalo, Viber hoặc là đặt hàng trực tiếp thông qua website thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ Đến tận tay cho quý vị sớm nhất Và quý vị yên tâm Đây là dụng cụ chính hãng à, Nếu có cái lỗi gì do nhà sản xuất Thì quý vị sẽ được đổi trải miễn phí Đấy. À, Bây giờ nếu như còn thời gian Thì Khải sẽ với quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa Để nhấn vào nút đăng ký Và bấm vào quả chuông thông báo Để à, bất kỳ khi nào Khải ra video mới Thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên Và hoàn toàn miễn phí Bây giờ thì à, xin chào tạm biệt quý vị Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo